Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Phạm Hà sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong những phút tới đây. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp với nhà thầu tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thi công. Tuyên truyền vận động nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của các dự án, tạo sự đồng thuận cao trong việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình. Quá trình thi công xây dựng cần chú trọng an toàn lao động, an toàn giao thông, phấn đấu hoàn thành sớm các dự án để đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp đoàn công tác của tập đoàn Sumitomo Nhật Bản thông tin về tiến độ dự án mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 3, đánh giá cao mô hình và kết quả đầu tư bước đầu của tập đoàn tại dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn dự án sẽ đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Tập đoàn thu hút nhiều hơn nữa những doanh nghiệp trong lĩnh vực phụ trợ để bảo đảm môi trường sinh thái. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện tốt nhất để dự án được triển khai thuận lợi, sớm đón các nhà đầu tư vào khu công nghiệp. Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc dự diễn đoàn toàn cầu Makyung lần thứ 30 với chủ đề kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc cùng nhau hướng tới tương lai, chiều ngày 22 tháng 6, đoàn lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã có cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn phát biểu nêu bật những thế mạnh của tỉnh Hưng Yên. Nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và nằm trên trục phát triển Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên là trung tâm kinh tế năng động và là đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Những năm qua, Hưng Yên chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp, dịch vụ hóa, hiện đại hóa với tỷ trọng công nghiệp trên 63%. Hưng Yên có khát vọng phát triển lớn và đang nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, thực hiện nhiều cơ chế linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, đoàn cán bộ huyện Khoái Châu đi thăm viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, ngã ba Đồng Lộc, khu di tích mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đây các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh trên các mặt trận vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đến nay đã được Đảng và Nhà nước tổ chức quy tập về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có những người con của quê hương Khoái Châu. Đây là hoạt động thể hiện sự thành kính, tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước đã hiến chọn đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Do thiếu tổ chức nên mạnh ai nấy làm, khiến dự án cải tạo nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước đường Điện Biên, đoạn từ vòng xuyến Ngân hàng Công Thương đến ngã tư Điện Biên Nguyễn Thiện Thuật, đào đất lên, lấp đất xuống 4 lần, ảnh hưởng tới việc kinh doanh buôn bán của các tiểu thương. Dự án đang có 9 đơn vị thực hiện thì có 6 doanh nghiệp đang triển khai đào đất chôn hệ thống cáp ngầm gồm Viettel, VNPT, Mobifone, VTV Cap, FPT, SCTV, Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Hưng Yên, Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Hoàng. Trong đó có đơn vị viễn thông tự triển khai hệ thống cáp ngầm, không có sự phối hợp của chủ đầu tư, gây cản trở việc buôn bán của người dân. Được biết dự án có tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng và được triển khai xây dựng từ tháng 10 năm 2021 và đến tháng 10 năm nay hoàn thành. Sáng nay, huyện Văn Lâm cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án nhà ở đô thị và công nghiệp Như Quỳnh. Dự án thu hồi đất 37 ha, trong đó 260 hộ đã đồng thuận nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, còn lại 12 hộ ở thị trấn Như Quỳnh với gần 16.000 m2 chưa đồng thuận nên bị cưỡng chế. Đến đầu giờ sáng nay, có 11 hộ đã nhận tiền đền bù, chỉ còn hộ ông Hoàng Ngọc Vinh ở thôn Ngô Xuyên với gần 600 m2 phải tổ chức cưỡng chế. Cuộc cưỡng chế này cũng là tiền đề để huyện Văn Lâm tổ chức giải phóng mặt bằng cho một số dự án lớn khác trên địa bàn huyện. Hưng Yên phát hiện có trên 7.600 lượt kết nối tới các server chứa mã độc, đã giải quyết bóc gỡ mã độc hại tại 610 máy tính cho cán bộ công chức của 24 cơ quan đơn vị. Tỉnh chưa xảy ra sự cố nào nguy hại về tình trạng mất an toàn, an ninh thông tin. Tháng 9 năm 2021, lực lượng chức năng đã phát hiện một tài khoản email thường xuyên có hoạt động phát tán, gửi các bài viết, tài liệu có nội dung xấu độc, phản động đến địa chỉ email của một số cơ quan, đơn vị, nhà trường trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Từ đó kịp thời báo cáo các đơn vị có thẩm quyền để có hướng xử lý giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu mới nhất từ hãng bảo mật Kaspersky, có đến 26,36% nỗ lực lừa đảo tại Việt Nam trong tháng 4 vừa qua liên quan đến lĩnh vực tài chính, nhằm vào các ngân hàng, các hệ thống thanh toán và các cửa hàng trực tuyến. Với 26,36%, Việt Nam có tỷ lệ bị tấn công tài chính thấp nhất so với các nước trong khu vực là 43%.
Điều lệ này có thể là nhờ sự nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức về an ninh tài chính và dữ liệu trong bối cảnh gia tăng của ngân hàng di động và ví điện tử trong khu vực. Những ứng dụng di động kết hợp các chức năng tài chính phổ biến bao gồm ngân hàng điện tử, ví di động, mua sắm trực tuyến, bảo hiểm, đặt vé du lịch và thậm chí là đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn đề nghị các sở ngành và công an xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư, đơn vị môi giới bất động sản, giao bán nhà ở xã hội, nhà ở thương mại chưa đúng quy định và báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 7. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị căn cứ vào chức năng, thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư, đơn vị môi giới, phân phối đăng tin giao bán nhà ở xã hội, nhà ở thương mại hình thành trong tương lai chưa đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 7. Với mục đích tạo sự gắn kết để nông dân hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nên năm 2020, Hà Tĩnh đã thành lập 4 hội quán sản xuất. Tuy nhiên, hầu hết các hội quán được thành lập ở Hà Tĩnh đều không hoạt động và kỳ vọng đặt ra là chưa thành hiện thực. Hội quán trồng cam Thượng Lộc ra đời năm 2020 với 40 thành viên của 7 xã vùng Trà Sơn, được xem là giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thế cạnh tranh trên thị trường. Hơn 2 năm thành lập, hội quán chưa một lần họp bàn sinh hoạt và cũng chưa có bất kỳ hoạt động gắn kết giữa các thành viên. Có 4 mô hình hội quán của tỉnh Hà Tĩnh, song 3 hội quán không hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, số liệu được đại diện Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế mới cung cấp, đã có gần 37 triệu người dân được cấp hộ chiếu vaccine. Bên cạnh đó, còn gần 11 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống, 37 triệu mũi tiêm đang sai hoặc thiếu thông tin. Theo Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế, việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được tập trung đẩy mạnh trong thời điểm cao điểm phòng chống dịch. Trong quá trình triển khai, có không ít người dân không cung cấp đủ thông tin hoặc sai thông tin, do đó gây khó khăn cho lực lượng công an và các đơn vị y tế khi phối hợp xác minh. Bởi để cấp hộ chiếu vaccine, dữ liệu tiêm chủng cần được đối chiếu lại với thông tin trên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, bỏ một số tiền lớn để mua thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc trên mạng, nhưng tiền mất tật mang, bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn biểu hiện nặng hơn. Ông Nông Quốc Lộ, 79 tuổi ở tỉnh Lào Cai, bị bệnh viêm khớp, chữa trị nhiều mà không khỏi. Đầu năm 2022, qua một video quảng cáo, ông thấy có loại thuốc chữa căn bệnh viêm khớp. Người bán cam kết không khỏi sẽ hoàn lại toàn bộ tiền. Ông Lộ đặt mua thuốc về dùng. Gần 2 tháng điều trị, mất hơn 11 triệu đồng, bệnh không hề thuyên giảm, cơ thể ông còn bị phù nề. Với nhiều chiêu trò thủ đoạn kinh doanh thuốc trên mạng dễ dàng đánh vào tâm lý và sự thiếu hiểu biết của người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi để chiếm đoạt tài sản, khiến người bệnh tiền mất tật mang. Tiếp theo là các thông tin quốc tế. Các thượng nghị sĩ hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Mỹ vừa qua đã nhất trí về một số nội dung dự luật chống bạo lực súng đạn, dự kiến sẽ được đưa ra biểu quyết trong tuần này. Dự luật bao gồm các điều khoản sẽ ngăn chặn việc bán súng cho những người được coi là mối nguy hiểm với bản thân hoặc người khác. Nhóm thượng nghị sĩ liên đảng bày tỏ tin tưởng rằng dự luật sẽ nhận được đủ phiếu ủng hộ tại Thượng viện. Một khi Thượng viện thông qua, dự luật này có thể được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành trong tuần tới. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc vừa qua đã khánh thành ga đường sắt Phong Đài Bắc Kinh lớn nhất châu Á. Ga tàu Phong Đài được xây dựng lại có tổng diện tích sàn gần 400.000 m², có thể đáp ứng tối đa 14.000 hành khách mỗi giờ. Nhà ga sẽ đóng vai trò là ga cuối cho nhiều tuyến tàu huyết mạch ở Trung Quốc, chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Quảng Châu, Bắc Kinh-Cửu Long. Nhà ga sẽ phục vụ 120 chuyến tàu trong giai đoạn đầu hoạt động. Chính phủ Canada thông báo nước này sẽ cấm sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm nhựa sử dụng một lần vào cuối năm nay. Các sản phẩm thuộc phạm vi lệnh cấm bao gồm túi mua sắm, dao kéo, ống hút và dụng cụ ăn uống được làm từ nhựa hoặc chứa nhựa khó tái chế. Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp ngoại lệ vì lý do y tế. Theo số liệu của chính phủ Canada, có tới 15 tỷ túi mua sắm bằng nhựa được sử dụng mỗi năm và khoảng 16 triệu ống hút được sử dụng mỗi ngày. Theo số liệu xếp hạng mới công bố, thủ đô Viên của Áo một lần nữa trở thành thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Viên đã giành lại vị trí đầu trong bảng xếp hạng những thành phố đáng sống nhất từ tay của Auckland, New Zealand, nơi đã tụt xuống vị trí thứ 34 do các hạn chế vì đại dịch Covid-19. Theo báo cáo, Viên từng trượt xuống vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng vào đầu năm 2021 khi các viện bảo tàng và nhà hàng đóng cửa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị khán giả, chúng tôi rất mong nhận được sự cộng tác cung cấp thông tin từ quý vị để bản tin đáp ứng nhu cầu của quý khán giả xem đài một cách tốt hơn nữa. Thông tin chi tiết rất mong quý vị liên hệ về fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.